Về làm gì người sao? Tại Ôi trời, nó cắn hư cua cái kìa. gì à. Ok, và chủ tịch ta sẽ đi phát tiền cho mọi người. Tiền Đâu đây tiền anh em. nào? Tiền đây. Cho trẻ tiền vào. Ghê chưa? Quá nhiều luôn. Ta sẽ đi phân phát tiền cho mọi người. Để ta đi mua block cái. Nghèo quá. Thiệt là giàu quá đi. Người ta không giàu thì ai giàu? Đúng là chủ tịch Khang VN bắt đầu. Ta sẽ bỏ Khang. Tiền vô đây, bỏ tiền vô các sắt. Ta sẽ mua cái kiếm cực kỳ mạnh. Đó chính là cây kiếm đá. Cây kiếm được làm từ đá nên đập sẽ không bao giờ vỡ đâu anh em à. Đập đá hả? Kiếm đá. Đá rồi. Vãi trưởng. Anh chính là... Ở lộ. Anh chính là đường đấy. Đường ư ư. Vãi cả chính là điệp. Càng mới bị diễn rồi chủ tịch. Chủ tịch hát gì vậy hả chủ tịch? Khoan đỏ đang với thằng Blue. Ê Blue. Ê quang nó qua mình nè, mình kia sao. Ê thằng đỏ nó qua kia, trời ơi tới hai thằng luôn. Mày cút, mày đi. Đó chính là đường đây. Ô ô ô. Trời ơi đâu là kia. Đó chính là đường đây, chết mày đi. Mày cút. Đi. Đường này là của bố. Cái gì vậy? Cái người bị gì vậy? Một lành in your egg kìa. Idem. Ok, chúng ta đã có MR anh em, dẫn nó đủ rồi. Ok, dẫn nó sẽ nghiêm túc chơi nè. Đèo tin. Nghiêm túc chơi đi anh em à. Chẳng thịt đồ ngọt. Quang, sao dừng. Chú. Cái gì ạ? Nó đi. Ta chơi quýnh len đó mà. Ê, đỏ nó qua nè. Nó bọc giường dữ không? Chết đi. Biết. Vì anh đã giết nó. Vì anh chính là đường đó, anh biết không? Chẳng thế. Chính là đường đó. Ôi, ui, xem té. Không có gì. Ok, tao đang về đây. Ơ, thằng nào quăng tiền này vậy? Mất dậy. Cho con tiền đi chủ tịch. Chủ tịch cho chết kế tiền. Thầy con, thầy cho người hai cục emigo nè. Nó qua kìa khen. Đó là kim cương đó. Thiệt là rất kích. Em sẽ cầm hai cục emerald này quăng xuống dưới. Đậu xanh trời. Để cho người ta biết em giàu. Đúng. Mà tao đuổi mày luôn. Ôi thằng đó nó bị đập bởi đạn kìa. Ố lộn. Quay. Ô yeah. Ố la la. Mấy con BD. Quýnh chết mấy con BD luôn. BD. Ô la la, ô la la, mạnh quá. BD, BD, đứng lại BD. Sắc biết. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Em thấy chị là chị không hiểu rồi đó. Chị hiểu. Thật sự không? Là cái tiền đó là rớt luôn chị, mình lấy thôi. Chị hiểu không? Nó qua đập giường thì sơn. Chị hiểu không? Người ai chẳng có làm lòng tham. Cái chị này không có hiểu gì hết trơn, chị này muốn chị... đập giường em mà. Chị không hiểu gì hết trơn. Con người ai cũng có lòng tham phải không? Chị hiểu không? Lấy xong chị la người ta phải chạy thôi chị. Ai? Chết em té. À, chưa xem clip đó khen. Liên quan à. Chưa xem kệ mày. Vậy vậy. À chó của Quang tên là Bit. Bit á. Bit gì? Bit. Bit à. Tên là Chun. Chun Vũ hả? Ôi. Hay là tên Ki. Còn thằng Gwin nào qua đập giường luôn anh em. Anh chính là đường đó, I love you. Anh chiến đấu rất quyết liệt, I love you. Anh chính là đường đó. Dạ, yeah. Đó đường Khang. Ây da. Chết luôn, bà nậu nó. Nãy giết đường hăng hà, hay hằng à. Ok, ta sẽ... ok, giường mình bro đó. Ta sẽ đi phát tiền tiếp đây. Chủ tịch sẽ đi phát tiền trong Minecraft Bedworld. Mấy con ơi, cho tiền nè mấy con ơi. Lại gom đi, gom đi.
Ủa sao nào quăng này? Anh nào quăng em mới gồ đầy đủ mày đây với ta. Ê có nó chơi tàn hình kìa. Không phải. Tụi con đi đập với. Không, tao cho mày tiền rồi mấy nhà đi. Mấy nhà mày mua đồ đi. Đi con. Từ từ tao cho nó tiền cái, tao cho nó tiền cái. Nè cho tiền nè. Cho tao quýnh nha. Cho tiền á, cho tao quýnh đi. Đồ ghê ba. Đây ơi. Đậu xanh. Chủ tịch sẽ đi phát tiền cho mấy thằng này để giết. Nó qua nhà mình kìa. Nó không máu kìa, hư cấu rồi. Đâu, nó đâu. Vì anh đã gặp em. Ta nghĩ tụi này cũng tham giống giống cái chị trong clip. Để coi tao quăng tiền coi nó chơm không. Chị có hiểu em. Hiểu không? Chị có hiểu em không? Chị có hiểu em không? Em muốn đi lập dược tuần quá. Còn một thằng đỏ này. Đứa nào nhảy cái cạch vậy? Quang hả? Hết hồn. Ơ dạ. Vì anh đang gặp em. Để em qua nhà thằng nha. Trái chim. À thằng Zalo nó mua TNT nè. Quá trời tiền luôn. Chơi vậy là không được. Chơi vậy là không được nha. Mày gì ghê vậy ba? Ê, ta phải đi phát tiền cho người ta chứ. Sơn đừng giết hết Sơn để ta đi phát tiền. Không giết thằng đỏ nè, đỏ nó có TNT nó chữ trong người cho nên là phải thử nó trước. Đúng, thử đi. Ê, đừng Sơn, để tao quýnh nó. Đây, để tao quýnh nha, Sơn. Hay quá Sơn. Té rồi, nhiều nó. Nó chặn rồi. Mà vì Sơn đã gặp khen nghe. Cho tiền nè mấy cưng, cho tiền nè, quýnh nè. Quýnh nó quá. Hay quá, cho tiền. Cho tiền xong là phải quýnh được, hiểu không? Easy game luôn, easy. Cho tiền rồi đó. Rồi đó, hi hi đồ ngốc. Ok, và nếu anh thích video này thì đừng quên cho mình một like và subscribe. Đừng quên nhấn cái chuông để ủng hộ kênh của mình cũng như kênh của Tăng 100 trong một đồ. Ok, chúc mọi người một sống.